mặt đi lại, thấy lòng mặt đi lại để ra ba mặt vuông. Khổ quá chị. Ủa? Gì vậy? Thôi đứng lên, đứng lên. Ủa gì vậy? Long ngửa mặt lên cái được rồi. Đấy, đủ hết chưa? Nào, bác đi vào đánh răng nào. Wow. Đại đâu đâu? Ừ? Đại. Cái gì vậy? Đây rồi. Mẹ lấy bàn trả cho em nhá. Ok. Nào, qua đây mẹ cười xin mẹ xem. Bây giờ mẹ sẽ quay ngược cái đồng hồ cát này. Bao giờ đồng hồ cát chạy xong thì con được đánh răng xong nhá. Nào. Chưa 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 chưa, bạn đánh xong đâu, đồng hồ cát chưa chạy xong, không đặt xuống dưới để bẩn nhá. Nào nhìn ra mẹ đánh cho. Không không là mẹ không cho xúc miệng đâu. Nào nhìn ra nè. Nè, há mồm nữa, há mồm nữa. Không thì mẹ sẽ không cho nghịch nước nào. Đánh răng xong mới được nghịch nước nha. Nhanh lên, lên, đồng hồ cát sắp chạy xong rồi. Tôi sắp đánh răng xong rồi bạn nhá.
đeo đeo. Ôi sao từ mẹ lấy nước xuống miệng nha. Ok thử đi lấy nha. Nhổ ra nhổ 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 nhổ. Tiếp tục nào. Rồi, nhổ. Lòng lèo zip zắc đi xá zip zắc. Wow wow wow. Hấp hồ đâu rồi? Đâu đây nè. Lít tích lột bộ chín. Lít tích chín lột bộ chín. Màu vàng đâu rồi? Đâu đây rồi. Màu xanh lá đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây rồi. Ôm chân. Phan ôm mẹ chứ? Ôm mẹ.